Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2023 với chất lượng tốt nhất, sau khi hoàn thành sơ tuyển, hiện các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho công tác khám tuyển, ghi nhận tại huyện Văn Lâm. Sau sơ tuyển, xã Trưng Trắc có 45 trên 90 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để dự khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Để đảm bảo các thanh niên có mặt đầy đủ trong ngày khám tuyển vào ngày 3 tháng 12, công tác phát lệnh gọi đã được Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức đến tận gia đình, gặp trực tiếp các thanh niên để phát lệnh và động viên. Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thôn, của xã để động viên tuyên truyền cũng như bám nắm di biến động của các nam công dân để đến ngày 3 tháng 12 này, các cháu có mặt tại điểm khám được đông đủ và thực hiện đầy đủ các quy trình tuyển chọn nhập ngũ năm 2023. Nguyện vọng của cháu thì là cháu nó cũng thích đi thực hiện cái nghĩa vụ của một nam thanh niên gia đình thì cũng động viên cháu cứ thể hiện đúng cái nguyện vọng của cháu. Cái đó là cái trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và thực hiện tốt cái luật nghĩa vụ quân sự. Trong các buổi xét duyệt sau khi sơ tuyển, tại thị trấn Như Quỳnh còn có sự tham gia của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện nhằm công khai, minh bạch, dân chủ, tránh tiêu cực, lợi dụng tiêu chí các trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ theo đúng luật nghĩa vụ quân sự. Ngoài việc công khai danh sách xét duyệt những thanh niên thực hiện khám tuyển, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân cùng nắm được, thị trấn còn phân công cán bộ trực sẵn sàng giải quyết, xử lý, giải thích ngay những vướng mắc nếu có. Nhờ đó tâm lý của các thanh niên đều rất ổn định, sẵn sàng tham gia khám tuyển. Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư để nêu lên cái luật nghĩa vụ quân sự và để tuyên truyền, để thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân nắm được cái thời điểm, thời gian để đi khám sơ tuyển và đăng ký nghĩa vụ quân sự. Công khai niêm yết danh sách những nam thanh niên trong độ tuổi được khám nghĩa vụ quân sự. Cháu thích hình ảnh bộ đội từ những ngày bé. Đến năm cấp 3 thì cháu được học thêm bộ môn gọi môn quốc phòng và an ninh, thì cháu nhìn hình ảnh của chú bộ đội thì cháu lại càng đam mê hơn. Cháu quyết định là tạm dừng việc học lại, xin bảo lưu lại để cháu viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. Kết quả sơ tuyển nghĩa vụ năm 2023, huyện Văn Lâm có trên 660 thanh niên có sức khỏe đủ điều kiện gọi khám tuyển. Thời điểm này, 100% các xã thị trấn đều đã hoàn thành công tác xét duyệt và phát lệnh gọi khám tuyển. Tuy nhiên trước thực tế, lượng thanh niên trong độ tuổi đi học đại học, học nghề, đi lao động nước ngoài nhiều. Hơn nữa, Văn Lâm là một trong những địa bàn có nhiều doanh nghiệp, thu hút nhiều thanh niên đến làm việc. Xác định rõ đây là những khó khăn có thể ảnh hưởng đến số lượng thanh niên nhập ngũ, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã có những giải pháp phù hợp. Có cái văn bản để gửi cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, gửi cho các trường đại học cao đẳng để tạo điều kiện cho công dân trong độ tuổi được về thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phối hợp với hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn tiếp tục làm tốt công tác quản lý nguồn. Với sự chuẩn bị chu đáo, huyện Văn Lâm đang phấn đấu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023.